những phương pháp tránh thai an toàn và hiệu quả nhất. Thứ nhất đó là uống thuốc tránh thai hàng ngày đạt hiệu quả 97%, thứ hai là sử dụng bao cao su đạt hiệu quả 98%. Thứ ba là thắt ống dẫn trứng đạt hiệu quả 99,5% và thứ tư là tiêm thuốc nội tiết đạt hiệu quả 99,7%. Thứ năm đó là phòng tránh thai đạt hiệu quả 99,8%. Thứ sáu đó là triệt sán nam đạt hiệu quả 99,9%. Và cuối cùng đó là không làm chuyện yêu thì sẽ đạt hiệu quả 100%. Các cặp đôi hãy lưu ý nhé.